ha, Phương Anh sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên là sẽ hướng dẫn các bạn xem các biểu ký tự ở trên máy in trước. Đầu tiên á, máy in chúng ta sẽ có các phần như là copy nè, mail thường để scan. Đây là để kiểm tra xem cái kiểm tra những cái tập tin hiện tại còn đang ở trong máy in. Machine status là dùng để các bạn kiểm tra như là kiểm tra mực nè, hay là kiểm tra về vấn đề thiết bị, kiểm tra về vấn đề phần mềm nếu như nó có gặp trục trặc nào đó. Scan là để chúng ta gửi tài liệu đến một cái email hay là một máy tính cho người khác. Ngoài ra thì job status cũng dùng để các bạn có thể kiểm tra được là những cái file mà mình đã được gửi vào trong máy in trước khi mà in ra. Tiếp ngoài ra thì còn những cái chức năng khác thì từ từ chúng ta sẽ nói đến sau. Đầu tiên là hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn các bạn về vấn đề copy trước. Thì đầu tiên mình sẽ nhấn vào biểu tượng copy ha. Thì copy á, ở đây đối với giao diện của máy in này á, thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là có số lượng nè. Số lượng có thể chúng ta có thể chọn 1 hoặc là 2 tùy, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn theo con số mà mình mong muốn copy ha. Ở đây chúng ta có chỉnh là output color là dùng để chỉnh màu. Thì ở đây chúng ta có máy in có thể in màu hoặc là in trắng đen tùy thuộc vào cái tài liệu mà chúng ta đang có và chúng ta muốn in như thế nào. Tiếp theo là high slide copying, thì ở đây á, nó sẽ có biểu hiện, ở đây nó sẽ thể hiện là thường á, in từ một mặt ra một mặt á, sẽ được để trước ở trên và được mặc định sẵn. Những cái thứ hai là in từ một mặt nè sang hai mặt, hoặc là in thường nhất là in từ hai mặt sang hai mặt. Ở đây có rất là nhiều và chúng ta có thể lựa chọn tùy theo cái nhu cầu và cái mong muốn in của mình. Ở đây là key in, thì key in này á, thường chúng ta sẽ chọn auto, tức là khi mà máy in á, đo được là giấy là khổ giấy A4 hoặc là A3 hay là A5 thì máy in sẽ tự động rút giấy ở key đó lên và in. Cho nên là thường các bạn vẫn có thể chọn A4 hoặc là thể chọn A3 hoặc là A5 nằm ở bên hông máy in cũng được. Còn ngoài ra thì thường là Phương Anh sẽ chọn auto luôn để máy in nó sẽ tự set up cho mình, vậy sẽ dễ hơn. Ở đây là chúng ta có về các kích thước ha, và đặc biệt đó, nếu mà các bạn nào mà muốn ví dụ như in từ A3 sang A4 hoặc là in từ A4 sang A5 thì cũng đều có thể chọn theo cái ô này, nó thì tự động máy in nó sẽ in ra như ý muốn của mình. Rồi, những cái này thì không có gì để chỉnh hết. Bây giờ mình sẽ copy thử ha. Thì ở đây Phương Anh có một tờ giấy. Thì tờ giấy này là tờ giấy một mặt. Bây giờ Phương Anh sẽ photo ra thêm một tờ nữa cho các bạn. Thì do là Phương Anh mong muốn là photo trắng đen, cho nên là Phương Anh sẽ chọn black and white. Photo một mặt, thì Phương Anh sẽ chọn là một mặt sang một mặt. Auto luôn để là giấy máy in sẽ tự đo là giấy là khổ giấy A mấy và sẽ tự chạy tray ra cho mình. Phương Anh mong muốn photo là hai bảng thì Phương Anh sẽ nhập số 2 ha. Sau đó chúng ta bấm start. Vậy thì máy in sẽ tự động photo copy ra cho mình hai bảng. Thì các bạn đợi một xíu ha để cho nó photo ra. Rồi đây bây giờ mình sẽ lấy giấy ở dưới này ha. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là nó đã photo ra hai bảng rất là giống như là cái bảng ban đầu mà Phương Anh đã để vào luôn. Đó, vậy chúng ta sẽ có ba giấy. Bây giờ ha, anh sẽ chỉ các bạn cách in ấn. Thì đối với máy in á, thì in ấn là một cái việc rất là quan trọng. Và cái việc mà mình có thể in ra được đúng với cái kích thước cũng như là đúng với những cái gì mà mình mong muốn á, nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm được thời gian nè, mình phải đỡ chạy tới chạy lui. Bây giờ đầu tiên ha, anh sẽ chỉ các bạn. Thì sau khi mà các bạn đã chỉnh sửa file ở trên máy tính nè, các bạn ở trên máy tính các bạn sẽ chỉnh sửa hết toàn bộ, nào là in một mặt nè, in màu, in hai mặt hay là căn chỉnh bất cứ cái gì đó, các bạn đều sẽ sử dụng, đều sẽ thao tác ở trên máy tính hết. Sau đó các bạn sẽ gửi lệnh in vào trong máy in. Thì bây giờ mình sẽ chọn job status ha. Sau đó chọn đây revise change ring. Đây các bạn nhìn thấy ha, đây là cái file yêu cầu bút phòng mà Phương Anh vừa gửi từ máy in lên. Đây thì á, khi mà các bạn bấm vào đây á, nó sẽ có thứ nhất là delete nè, là xóa cái file này luôn. Thứ hai là set. Thì ví dụ như hồi nãy các bạn ở phía máy tính á, các bạn chỉnh là in ra một mặt, in ra một bảng thôi. Nhưng mà khi mà lên đây các bạn mới nhớ ra là à mình phải in thêm một bảng, hai bảng nữa. Thì các bạn bấm vào set, các bạn vẫn có thể chọn à 3 bảng, 2 bảng hay như thế nào đó. Đây, 2 bảng. Ví dụ vậy. Rồi, ở đây là review hoặc là ring setting. Thì ở đây ha, khi các bạn bấm vô đây các bạn có thể nhìn thấy nè. Các bạn có thể
xem lại coi là cái này có đúng với cái nội dung mà hồi nãy mình đã gửi hay không. Cái điều này nó giúp cho quan trọng khi mà ví dụ như có quá nhiều file in cùng gửi lên máy in cùng một lúc thì các bạn có thể bị rối, thì cái chức năng này nó sẽ giúp cho các bạn có thể xem được đúng rồi, đây là cái file mà hồi nãy mình đã gửi ha. Sau đó thì các bạn nhìn thấy nè, chọn in trắng đen ha. Rồi tiếp theo ở đây thì các bạn cũng không cần chỉnh cái gì, cái này hồi nãy các bạn đã chỉnh ở dưới máy in rồi, bây giờ máy in nó chỉ tự mặc định theo những cái yêu cầu hồi nãy mình đã gửi thôi. Sau đó chúng ta bấm lệnh in. Thì ở đây có hai loại ha, hoặc là các bạn in để xóa cái file này khỏi máy in luôn. Thì thường á thì nếu mà in mà chắc chắn rồi thì chúng ta in và xóa luôn để máy in không cần phải lưu trữ quá nhiều, nó sẽ không bị nặng. Hoặc là các bạn có thể in và lưu lại nếu như bản thân mình chưa chắc chắn. Thì bình thường á Phương Anh sẽ là in và xóa luôn để nó đừng có bị đầy cái bộ nhớ của máy in nhiều quá, vậy thì nó sẽ giúp cái máy in mình sử dụng được lâu hơn. Rồi, bây giờ đang in ha. Cái in nó sẽ được chạy ra đây. Rồi bây giờ mình cùng nhìn thấy ha, đây hai mặt hai bảng được in ra rất là rõ ràng ha, từ trong cái file in hồi nãy nó giống như là cái file hồi nãy mình đã bấm lên mình xem trước vậy đó. In ấn rất là đơn giản các bạn ạ. Bây giờ ha, tiếp theo mình sẽ chỉ các bạn cách scan. Thì thường á, đa số là tất cả các bạn học sinh hay là những cái bạn mới tiếp xúc với máy in nó đều khá là ngại về cái vấn đề scan này. Thì hôm nay Phan sẽ hướng dẫn cách cơ bản nhất cho các bạn ha. Thì ở đây các bạn sẽ vào email nè. Thì á, ở đây có public entry. Thì đây là cái file này á, ở đây các bạn nhìn thấy có rất là nhiều mail. Đây là những cái mail mà đã được scan trước và đã có lưu tại máy in rồi. Thì sau này khi mà chúng ta add thêm cái mail của mình vào á, thì chúng ta cũng sẽ được lưu ở đây luôn để khi mà mốt các bạn scan nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà bây giờ Phan sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo một cái email mới luôn, coi như mình là người hoàn toàn mới. Thì các bạn vào Add New Address, bấm New. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập cái mail của mình ha. Thì bây giờ Phan sẽ chọn mail của Phương Anh, phuanh.vo@salesbay.vn ha. Rồi các bạn nét tên luôn, các bạn sẽ chọn tên, đây mình sẽ chọn cái tên xinh xắn của mình, Phương Anh, save lại. Rồi đây là mã số ha, cái này các bạn không cần quan tâm, các bạn chỉ cần quan tâm tới đây là được rồi. Nét rồi, đây là cái mail của mình ha, tên. Các bạn kiểm tra lại một lần nữa coi là email của mình có đúng hay không, tên của mình có đúng hay không, để khi mà máy in nó scan, nó sẽ scan về cái mail của mình luôn thì sẽ là chính xác nhất. Sau đó mình đăng ký. Rồi thì sau khi mà mình đã đăng ký rồi thì chúng ta sẽ tìm nè, nó sẽ nằm ở trong này đây, các bạn nhìn thấy không, đây Phương Anh mail ha, phuanh.vo@salesbay.vn. rồi bây giờ mình sẽ chọn cái này tu. Rồi đây thì các bạn nhìn thấy ha, cái mail này, cái tài liệu này sẽ được gửi đến tu ha, gửi đến email của Phương Anh. Rồi ngoài ra thì các bạn vẫn có thể add thêm nhiều mail hơn nữa, chúng ta bấm vào đây nè để chúng ta có thể add thêm những cái mail khác nữa. Ví dụ như mình sẽ chọn thêm một cái mail nữa cho các bạn ha. Đây ví dụ như Phương Anh add mail này. Rồi Phương Anh cái gần gửi cho chị cái tái ở trong công ty luôn thì Phương Anh sẽ add thêm. Ngoài ra các bạn muốn add thêm bao nhiêu cũng được, nó đều sẽ nằm ở đây. Rồi tiếp theo ha, auto name, thì mình muốn gửi file gì thì mình nhấn cái tên như vậy. Ví dụ như mình gửi file đơn hàng chẳng hạn, mình save lại. Rồi tiếp theo ở đây là tên file, thì ở tên file các bạn nhìn thấy là cái đuôi đang được mặc định, nó gửi cho khách và scan qua mail của các bạn là đuôi PDF ha. Tên file các bạn cũng nhấn luôn. Bên đây là Phương Anh đặt tên là đơn hàng luôn cho nó tiện, hai bên giống nhau. Rồi còn ngoài ra các bạn muốn đặt gì đặt, không cần quan trọng cái khúc đó. Tiếp theo ở đây ha, chúng ta sẽ có những cái mục chúng ta cần phải xem xét. Ở đây khi mà mình chọn black and white là scan trắng đen, thì khi các bạn lưu ý khi mà mình chọn black and white scan trắng đen, mình có thể scan hết cả tài liệu, cả file PDF, nhưng đặc biệt là ở đây các bạn nhìn thấy cái đuôi này bị mờ nè, JPEG là cái nó bị mờ là do các bạn sẽ không thể scan được, và cái đuôi này là đuôi hình ảnh. Các bạn muốn scan được đuôi hình ảnh, các bạn buộc lòng phải chọn lại color, thì ngay lúc này hình ảnh các bạn sẽ được scan.
Cho nên là các bạn phải lưu ý ha, tùy vào cái file của mình, nếu mình scan hình ảnh thì các bạn phải chọn color, còn nếu các bạn scan trắng đen bình thường thì các bạn không cần phải chỉnh nhiều. Nhưng mà do là cái file này của mình chỉ là file trắng đen thôi, cho nên bây giờ mình sẽ chọn lại là black and white. Ở đây cũng có một mặt, hai mặt, hay là chuyển sang đây, đây là hai mặt nè. Đây một mặt. Rồi, ngoài ra là còn những cái ở phía dưới nó sẽ được cài mặc định, cho nên chúng ta sẽ không cần phải chỉnh sửa nữa. Rồi, sau khi đã chọn thì chúng ta kiểm tra lại lần nữa ha, là có đúng mail hay không, đúng tên, đúng file hay không, và màu, chúng ta scan màu hay là scan trắng đen, và cái mặt giấy chúng ta chọn có đúng hay không. Rồi, sau đó chúng ta bấm start. Thì ở đây máy in nó sẽ tự lấy giấy, tự scan đi luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra ha, tầm một xíu nữa là sẽ có file về tới điện thoại. Nó sẽ tự gửi về điện thoại cho mình. Chúng ta có thể, thứ nhất là mình có thể kiểm tra ha. Nó đang gửi rồi đó. Đây, các bạn nhìn thấy ha, ở đây nó sẽ gửi scan về file mail của Phương Anh á, đây đơn hàng, đây đơn hàng luôn. Rồi, và cái tên là cái tên sẽ là cái tên của máy in mà chúng ta đang gửi, mà chúng ta scan tới, còn đây là cái file mà hồi nãy Phương Anh đã scan. Phương Anh mở lên cho các bạn coi là file PDF ha, giờ là Phương Anh scan trắng đen. Đây, đây hai tờ đó, nó sẽ giống với lại hai cái tờ giấy mà hồi nãy mình scan. Rồi, vậy là đã scan xong rồi đó các bạn.